Con chào các em học sinh lớp 9 Trần Chu Giang An. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp bài số 8 trong chương trình địa lý lớp 9, đó là bài Sự phát triển và phân bố nông nghiệp. À ở bài số 8 này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là À, chúng ta sẽ tìm hiểu nhóm ngành trồng trọt à, và nội dung thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu à, nhóm ngành à, chăn nuôi như vậy trong à, cơ cấu nông nghiệp thì các em nên nhớ là gồm có hai nhóm ngành đó đó là nhóm ngành trồng trọt và nhóm ngành chăn nuôi chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nhóm ngành một bây giờ mời các em quan sát một cái bảng số liệu à, đây là bảng cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta năm 1990 năm 2002 và 2005 à, dựa vào cái à, bảng số liệu này, à, các em hãy cho biết là ngành trồng trọt nước ta gồm những nhóm cây trồng nào? đây chúng ta xem à, trong à, ngành trồng trọt thì chúng ta có ba nhóm cây trồng chính đó là cây lương thực nè, cây công nghiệp nè, à, cây ăn quả, rau đậu và các loại cây khác và cũng qua bảng số liệu này chúng ta hãy cùng nhau nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng của các nhóm cây và sự thay đổi đó đã nói lên được điều gì đầu tiên chúng ta sẽ nhận xét cái nhóm cây lương thực trước. cây lương thực chúng ta xem số liệu qua 3 năm. chúng ta thấy tỷ trọng của nhóm cây lương thực qua 3 năm chúng ta thấy nó có sự thay đổi theo hướng giảm dần. và giảm từ 67,1% xuống còn 5 19,2%. À như vậy thì chúng ta thấy là giảm liên tục giảm liên tục và giảm 6,3% đến cái nhóm cây thứ hai, đó là nhóm cây công nghiệp à, tỷ trọng của nhóm cây này qua 3 năm thì chúng ta thấy có sự thay đổi theo hướng tăng dần hay nói cách khác là tăng liên tục à, và tăng từ 13,5% lên 23,7%, nhóm cây này tăng 9,2% tiếp theo đó là nhóm cây ăn quả và các loại cây khác thì chúng ta thấy có giảm tỷ trọng nhưng mà giảm không liên tục và giảm từ 19,4% xuống còn 17,1% và nhóm cây này là giảm 2,9% như vậy thì sự thay đổi tỷ trọng giữa các nhóm cây này đã nói lên được điều gì đã cho chúng ta thấy rằng là nước ta đang À, phái dần thế độc canh cây lúa và đang phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời tiếp một câu hỏi kế tiếp nữa là hãy kể tên các loại cây lương thực ở nước ta và trong các à, loại cây đó cây nào là cây lương thực chính để trả lời câu hỏi này và chúng ta sẽ quan sát một số những cái hình ảnh sau đây À, như vậy là à, cây lương thực ở nước ta gồm có cây lúa, à, cây ngô, cây khoai, cây sắn và một số loại hoa màu khác như vậy trong số các loại cây đó thì cái cây lương thực chính của nước ta đó là cây lúa à, như vậy thì à, các em nhớ là cái cây lương thực chính ở nước ta đó là cây lúa nước và à, sau đây các em hãy quan sát một cái bảng tiêu chí về sản xuất lúa của nước ta qua các năm từ năm 1980 đến năm 2017 qua cái bảng số liệu này thì chúng ta cùng nhau trình bày những cái thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa của nước ta thời kỳ năm 1980 đến năm 2017 trong cái bảng số liệu này chúng ta thấy là có bốn tiêu chí thứ nhất đó là diện tích lúa, thứ hai là năng suất lúa, thứ ba là sản lượng lúa và thứ tư là bình quân sản lượng lúa. Chúng ta sẽ nhận xét từng cái tiêu chí một nha. Bây giờ đầu tiên là diện tích lúa nè, chúng ta theo dõi số liệu qua các năm từ năm 1980 đến năm 2017. Chúng ta thấy cái diện tích gieo trồng lúa của nước ta là tăng liên tục qua các năm và và tăng 21052 nghìn à, ha năm 2017 là tăng gấp 1,38 lần so với năm 1980 tiếp theo đó đó là năng suất lúa của cả năm chúng ta xem số liệu qua các năm thì chúng ta thấy số liệu này cũng có xu hướng là tăng liên tục qua các năm và tăng bao nhiêu chúng ta tính ra đó là tăng 34,7 tạ trên ha. Năm 2017 tăng gấp 2,67 lần so với năm 1980 tiếp theo đó đó là sản lượng lúa chúng ta cũng quan sát số liệu qua các năm thì chúng ta cũng thấy là sản lượng lúa của nước ta cũng tăng liên tục qua các năm và tăng 31,1 triệu tấn năm 2017 là tăng 3,68 lần so với năm 1980 và cuối cùng đó là bình quân sản lượng lúa ở nước ta cũng không ngừng tăng qua các năm hay nói cách khác là tăng liên tục qua các năm và tăng 239,3 triệu kilogam trên người tăng à 2,1 lần À, so với năm 1980 à, như vậy thì chúng ta thấy à, qua cái bảng số liệu này thì chúng ta thấy là trong những năm qua à, chính xác là từ năm 1980 đến năm 2017 à, thì chúng ta thấy cái sản lượng lúa cũng như năng suất lúa diện tích lúa và bình quân à, sản lượng lúa ở nước ta là à, không ngừng tăng à, qua các năm à, đó là những cái thành tựu chúng ta đã đạt được à, trong các năm qua và à, trong đó thì chúng ta thấy cái sản lượng lúa là tăng nhanh nhất tăng gấp 3,68 lần so với năm 1980 như vậy thì chúng ta thấy là nước ta chẳng những đảm bảo được gạo cho nhu cầu trong nước mà còn dư ra để xuất khẩu nữa và cái lượng xuất khẩu gạo ở nước ta ngày càng tăng và hiện nay Việt Nam là nước đứng hàng thứ hai trên thế giới về sản xuất lúa gạo đó nha các em nhé tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi một cái lược đồ nông nghiệp ở nước ta dựa vào lượt đồ này chúng ta hãy xác định những cái vùng trồng lúa trọng điểm của nước ta và giải thích tại sao lúa được trồng nhiều ở những cái vùng này đầu tiên đây là vùng đồng bằng sông hồng tiếp theo đó là vùng đồng bằng sông cửu long và ngoài hai vùng đồng bằng này chúng ta còn có một số đồng bằng nhỏ nằm ven biển được trồng lúa À, và um, trong các cái vùng đồng bằng đó tiêu biểu vẫn là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hai vùng trọng điểm lúa lương thực lớn nhất ở nước ta. Tại sao hai cái vùng này lại là hai vùng mà trồng lúa nhiều ở nước ta à, thì uh, kiến thức này chúng ta đã được học và đã từng được cô nhắc qua ở cái bài số 7 vừa rồi ha. À, bởi vì đây là À, hai cái vùng đồng bằng có đất phù sa rất là màu mỡ, có diện tích rất là lớn và địa hình à, khá là bằng phẳng, có nguồn nước dồi dào cũng như là à, có cái khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm rất thích hợp cho việc canh tác lúa nước. Bên cạnh đó à, thì hai vùng đồng bằng này là hai nơi đông dân ở nước ta nên có cái nguồn nhân lực à, lao động trong nông nghiệp à, rất là dồi dào à, và cũng ở tại hai cái vùng đồng bằng này có nhiều cái cơ sở vật chất kỹ thuật của nông nghiệp phát triển nhất là cái mạng lưới thủy lợi rất là phát triển như khi nãy cô nói là ngoài cây lương thực chính là cây lúa ra thì còn có một số loại cây như là ngô khoai sắn và các loại hoa màu đó là những cây trồng thuộc nhóm cây lương thực như vậy cây hoa màu bao gồm những loại cây nào thì chúng ta sẽ quan sát một số những cái hình ảnh sau đây à đây là những cái loại rau củ quả mà với các em thì không có xa lạ gì À, bởi vì trong những cái bữa ăn hàng ngày thì chúng ta vẫn thấy các loại rau củ quả này các nào mày ra chúng ta xem tiếp một số những cái à, bức tranh này đây là những cái loại rau quả mà chúng ta thường gặp à, trong à, những cái bữa ăn hàng ngày ha và tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp à, cái nhóm cây thứ hai đó là cây công nghiệp à, mời các em quan sát một cái bảng à, các nhóm cây công nghiệp chủ yếu cũng như là à, các cái vùng phân bố chính của các cái cây công nghiệp này À, nói về cơ cấu cây công nghiệp à, thì chúng ta à, phải kể đến đó là à, cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm. Cô nhắc lại à, về cơ cấu cây công nghiệp là bao gồm cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm. Như vậy cái cây công nghiệp hàng năm gồm những loại cây nào? Đó là cây lạc, cây đậu tương, cây mía, cây bông, cây dâu tầm và cây thuốc lá. Đây là những loại cây tiêu biểu cho nhóm cây công nghiệp hàng năm. À kế đến đó là nhóm cây công nghiệp lâu năm à, tiêu biểu đó là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa và chè. À, như vậy thì dựa vào cái bảng nhóm cây trồng này à, chúng ta sẽ à, nêu sự phân bố của các nhóm cây. À, đầu tiên đó là cây công nghiệp hàng năm. À, cây công nghiệp hàng năm là lạc. Đầu tiên là cây lạc nè. Chúng ta thấy là được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Trong đó cái vùng Bắc Trung Bộ là, là trồng nhiều nhất nè. Kế đến đó là à, cây đậu tương. Cây đậu tương được trồng nhiều ở trung du miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, à, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó à, Đông Nam Bộ là nơi trồng nhiều cây đậu tương nhất. Tiếp theo là cây à, mía được trồng nhiều ở bắc trung bộ chiên hải nam trung bộ đông nam bộ đồng bằng sông cửu long và đồng bằng sông cửu long là vùng trồng, trồng mía nhiều nhất và kế đến đó là cây bông được trồng nhiều ở đông nam bộ và tây nguyên cây dâu tầm thì trồng ở tây nguyên À, thuốc lá được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ đó là những cái nhóm cây thuộc cái nhóm cây công nghiệp hàng năm. Bây giờ chúng ta qua tiếp cái nhóm cây công nghiệp lâu năm như là cà phê nè. Chúng ta thấy cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhưng mà nhiều nhất vẫn là Tây Nguyên. À, tiếp theo đó là cây cao su cũng được trồng ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhưng mà cây cao su trồng nhiều nhất là ở Đông Nam Bộ. Tiếp theo đó là hồ tiêu. Hồ tiêu trồng nhiều ở bắc trung bộ duyên hải nam trung bộ tây nguyên và đông nam bộ à, cây điều được trồng nhiều ở duyên hải nam trung bộ tây nguyên và đông nam bộ à, kế đến đó là cây dừa cây dừa trồng nhiều ở duyên hải nam trung bộ và đồng bằng sông cửu long mà nhiều nhất là đồng bằng sông cửu long cuối cùng đó là cây chè cây chè được trồng nhiều ở trung du miền núi bắc bộ và tây nguyên và trồng nhiều nhất là ở à, trung du miền núi Bắc Bộ. Như vậy thì qua cái à, bảng à, các nhóm cây công nghiệp cũng như các vùng phân bố chính của các nhóm cây này à, thì các em sẽ à, trả lời cho cô biết xem là trong 7 vùng kinh tế ở nước ta thì vùng nào trồng nhiều cây công nghiệp nhất. Vùng nào là vùng trồng cây công nghiệp nhất, chúng ta quan sát nè. Chúng ta thấy có hai vùng trồng cây công nghiệp nhiều ở nước ta đó là vùng tây nguyên và vùng đông nam bộ thấy chưa trong bảy vùng kinh tế thì tây nguyên và đông nam bộ là hai vùng trồng nhiều cây công nghiệp nhất ở nước ta vậy thì chúng ta cùng nhau giải thích xem tại sao cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở tây nguyên và đông nam bộ chúng ta nhớ lại xem ở cái bài trước cô đã à, à, giảng về các cái loại đất chính ở nước ta cũng như sự phân bố của các loại đất này các em còn nhớ hay không nè à, bởi vì à, tây nguyên và đông nam bộ có diện tích đất feralit rất là màu mỡ à, đất này có đặc tính là tơi xốp giàu chất dinh dưỡng à, nên à, cây công nghiệp được trồng nhiều trên quy mô à, lớn à, và cũng thích hợp cho việc thành lập các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nơi đây như vậy việc phát triển cây công nghiệp lâu năm cũng như cây đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm sẽ mang lại lợi ích kinh tế gì cho các vùng mà chúng ta vừa tìm hiểu trên có nhắc lại cái câu hỏi là việc phát triển cây công nghiệp sẽ mang lại những cái lợi ích kinh tế gì thứ nhất việc phát triển cây công nghiệp À, sẽ mang đến cái thuận lợi là à, nó sẽ cung cấp nguyên liệu cho cái ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm à, và à, sẽ từ cái ngành công nghiệp lương thực thực phẩm đó sẽ tạo ra những cái mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như là cà phê cao su hộ tiêu vân vân và nó sẽ đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta à, bên cạnh đó à, việc phát triển cây công nghiệp cũng đồng thời giải quyết được việc làm sử dụng hợp lý lao động và nguồn tài nguyên giữa các cái vùng núi vùng trung du cũng như là các khu vực ở nông thôn đồng thời góp phần phân bố lại dân cư lao động giữa các vùng và phát triển kinh tế xã hội ở các cái vùng trung du miền núi cũng như là vùng nông thôn đó là những cái lợi ích việc phát triển cây công nghiệp sau đây chúng ta sẽ theo dõi một số những cái bức tranh về các loại cây công nghiệp tiêu biểu là cây công nghiệp hàng năm, à, cây công nghiệp hàng năm thì chúng ta thấy đó là cây mía, cây bông nè, cây đậu tương nè, cây lạc. Tiếp theo đó, đó là cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp lâu năm đó là cà phê, chè. Câu su và hồ tiêu nè như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua hai nhóm cây đó là cây lương thực và cây công nghiệp bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nhóm cây thứ ba đó là nhóm cây ăn quả và sau đây cô có một số câu hỏi như sau câu hỏi thứ nhất hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở miền bắc và miền nam của nước ta Cô lặp lại câu hỏi là hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở miền Bắc và miền Nam của nước ta. Đó là những cây nào các em? Mời các em theo dõi những cái bức tranh sau đây. À, đó là các cái loại cây ăn quả như là hồng, đào, mận, vải. À, đây là những cái cây ăn quả của vùng cận nhiệt được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc. Tiếp theo đó là cây vú sữa, à chôm chôm, xoài và sầu riêng, à đây là những cây ăn quả của vùng nhiệt đới được trồng nhiều ở Nam Bộ. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một cái lược đồ đó là lược đồ phân bố nông nghiệp của Việt Nam. À, như vậy ở nước ta những cái vùng nào là vùng uh, trồng uh, cây ăn quả uh, nhiều nhất ở nước ta à, hay nói cách khác là những cái vùng trọng điểm uh, cây ăn quả đó là hai vùng vùng uh, đông nam bộ và vùng uh, đồng bằng sông cửu long trong đó là vùng đồng bằng sông cửu long là uh, vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của cả nước ta như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua về cái nhóm ngành trồng trọt bao gồm cây lương thực cây công nghiệp và cây ăn quả cũng như là sự phân bố của các nhóm cây trồng này à, chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung thứ nhất bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp cái nội dung thứ hai đó là ngành chăn nuôi à, ngành chăn nuôi của nước ta chiếm tỷ trọng như thế nào trong nông nghiệp à, ngành này chỉ chiếm một cái tỷ trọng nhỏ trong sản xuất nông nghiệp thôi, là khoảng 20% giá trị sản xuất nông nghiệp. À, bây giờ dựa vào à, cái sự hiểu biết của các em, à, cũng như là à, dựa vào à, sách giáo khoa, à, chúng ta có thể nêu đặc điểm của à, ngành công nghiệp theo à, gợi ý sau đây. Đây là cái bảng mà cô gợi ý cho các em nè. À, đầu tiên, chúng ta xác định ngành chăn nuôi nó có cơ cấu như thế nào à, Ngành chăn nuôi bao gồm 3 nhóm vật nuôi nhóm thứ nhất đó là à, trâu bò nhóm thứ hai là lợn và nhóm thứ ba là gia cầm như vậy thì à, các cái nhóm vật nuôi này có vai trò cũng như là số lượng và à, được phân bố chủ yếu ở cái vùng nào chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng à, nhóm vật nuôi một đầu tiên là trâu bò người ta nuôi trâu bò à, để làm gì các em hay nói cách khác là trâu bò có vai trò gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Trâu bò đầu tiên là cung cấp sức kéo, thịt và sữa cho chúng ta trong cái sinh hoạt hàng ngày. Và theo số liệu của năm 2002, thì nước ta có cái đàn trâu là khoảng 3 triệu con, bò là trên 4 triệu con. Và đàn trâu được phân bố chủ yếu là ở trung du miền núi bắc bộ và bắc trung bộ còn bò được phân bố chủ yếu ở duyên à, hải nam trung bộ tiếp theo đó là à, vật nuôi thứ hai đó là lợn lợn có vai trò gì các em đó là cung cấp thịt cho chúng ta à và cái số lượng vật nuôi này là khoảng 23 triệu con và được phân bố chủ yếu là cái vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta qua nhóm vật nuôi thứ ba đó là gia cầm. Gia cầm bao gồm những con vật gì các em đó là gà và vịt ha. Vai trò của nhóm gia cầm là cung cấp thịt, trứng và lông. À, với cái số lượng là 230 triệu con vào năm 2002 và nơi mà nuôi nhiều à, gia cầm nhất đó là vùng đồng bằng. À, như vậy là vừa qua là chúng ta đã nắm được cái cơ cấu à, của à, ngành chăn nuôi và cô nhắc lại là cơ cấu của ngành chăn nuôi là bao gồm 3 nhóm à, vật nuôi đó là trâu bò, lợn và gia cầm. À, bây giờ dựa vào cái lược đồ các vùng kinh tế ở nước ta, hãy xác định những cái vùng nào là vùng nuôi nhiều trâu và bò nhất ở nước ta và giải thích nguyên nhân vì sao. À, khi nãy cô có nói là đàn trâu được nuôi nhiều ở trung du miền núi Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ nhưng mà nhiều nhất đó là ở à, vùng trung du miền núi Bắc Bộ còn bò thì nuôi nhiều nhất ở duyên hải Nam Trung Bộ và à, Bắc Trung Bộ cũng là nơi à, nuôi à, à, đàn trâu và đàn bò đứng thứ hai ở Việt Nam chúng ta nhé à, thế thì tại sao trâu được nuôi nhiều ở à, vùng à, núi à, trung du Uh, miền núi Bắc Bộ là uh, ở trên các cái sườn núi sườn đồi thường nó có những cái cánh đồng cỏ một tự nhiên rất là rộng lớn rất là bao la và rất là uh, xanh tốt Đây là một cái nguồn thức ăn chính cho cả trâu và bò Tuy nhiên con trâu so với con bò thì cái sức chịu đựng của con uh, trâu à, uh, mạnh hơn khỏe hơn so với con bò con trâu nó rất thích hợp à, với lại cái khí hậu ẩm ướt cũng như nó chịu à, rét giỏi hơn so với bò à, vì vậy mà đàn trâu được nuôi nhiều ở các tỉnh phía bắc à, với cái số lượng bày đạn rất đông à, còn bò thì à, cái nguồn lương thực chính của nó cũng vẫn là à, cỏ nhưng mà bò thì thích hợp với những cái vùng à, khô ráo và ấm áp hơn so với lại trâu là trâu chỉ thích hợp ở những cái vùng ẩm ướt và chịu rét rất là giỏi. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái đàn lợn. À, như khi nãy cô nói là lợn được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng và nhiều nhất là vùng đồng bằng sông Hồng. Vậy tại sao lợn được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng, à, các em? Thứ nhất. À, vùng đồng bằng là vùng đông dân nên cái nguồn tiêu thụ à, thịt lợn à, rất là lớn rất là rộng à, nhu cầu về cái lượng thịt hàng ngày rất là cao thứ hai nữa là à, ở cái vùng đồng bằng à, là vùng trồng cây lương thực như vậy cái nguồn thức ăn cho à, gia súc rất là dồi dào à, nên vì vậy mà lợn được nuôi nhiều ở à, vùng đồng bằng à, À, sông Hồng cũng như là đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo đó là ngành gia cầm bao gồm có gà và vịt, à, cũng nuôi với cái số lượng bài đàn à, rất đông à, và tập trung chủ yếu là ở à, các cái vùng đồng bằng như khi nãy cô nói là vùng đồng bằng là nơi mà có, có cái nguồn thức ăn à, cho gia súc cũng như gia cầm à, rất là nhiều rất là dồi dào và cái thị trường tiêu thụ à, về thịt heo hay chúng ta còn gọi là thịt lợn đó và nguồn tiêu thụ thịt trứng sữa cũng rất là nhiều chính vì vậy mà chúng ta giải thích được là tại sao lợn và gia súc lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng là vậy tiếp theo đó chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi kế tiếp nữa đó là hãy nêu một số vấn đề khó khăn trong ngành chăn nuôi hiện nay và biện pháp khắc phục à, nói về khó khăn thì như khi nãy cô nói với các em là so với trồng trọt thì cái ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng nhỏ thôi vì sao như vậy là bởi vì cái giống gia súc và gia cầm cho năng suất cao ở nước ta vẫn còn ít và cái chất lượng à, chăn nuôi cũng chưa được cao à, và bên cạnh đó cái dịch bệnh à, hại cho gia súc gia cầm vẫn đang đe dọa tràn lan trên một cái diện rộng à, hiệu quả của chăn nuôi chưa được cao và ổn định à, cái thứ ba nữa là hệ thống sản xuất thiếu đồng bộ không có sự liên kết chặt chẽ giữa các cái khâu sản xuất cũng như là khâu à, tiêu thụ à, bên cạnh đó thì cái giá thành à, của các cái sản phẩm chăn nuôi này à, cũng khá là cao, à, chưa có thương hiệu cũng chưa được quảng bá rộng rãi và cái quy mô sản xuất à, vẫn còn ở mức độ vừa và nhỏ. Như vậy cái biện pháp khắc phục à, để à, khó khăn, những cái biện pháp khắc phục khó khăn trên à, thì à, cái biện pháp thứ nhất đó là nên chọn lọc và nhập các giống gia súc gia cầm thuần chủng có cái chất lượng cao, coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh, khôi phục và đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi, đồng thời hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh được với những cái mặt hàng nhập khẩu và bên cạnh đó giảm dần cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc là chăn thả trên diện rộng, khuyến khích chăn nuôi tập trung với quy mô lớn và quy mô vừa như vậy là vừa qua chúng ta đã à, tìm hiểu à, qua cái nội dung thứ hai của bài à, như vậy cái phần à, ghi chép bài này cô sẽ à, gửi cho các em một cái à, file riêng các em sẽ về nhà các em sẽ ghi chép bài à, lại nha các em nhé bây giờ à, cô sẽ à, giới thiệu à, hướng dẫn các em à, một cái bài tập à, bài tập là vẽ biểu đồ cột chồng cái câu hỏi của cái bài tập này như sau là căn cứ vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi qua cái bảng số liệu sau đây. Đây là bảng số liệu cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2000 với cái tổng số là 100%. À, trong đó à, gồm có gia súc, gia cầm, sản phẩm, trứng, sữa, phụ phẩm chăn nuôi như vậy qua cái bảng số liệu này chúng ta hình dung là chúng ta à, bảng số liệu có 2 năm thì 2 năm chúng ta sẽ vẽ mỗi một năm là một cột như vậy trong mỗi một cột đó nó sẽ có bốn thành phần một là gia súc hai là gia cầm à, ba là sản lượng à, cô xin lỗi là sản phẩm trứng sữa và thứ tư đó là phụ phẩm chăn nuôi như vậy để vẽ được cái biểu đồ đầu tiên chúng ta để ý cái số tổng nè Con số cao nhất trong bảng số liệu đó là 100% Vậy thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục OXY à, cái, cái trục mà thẳng đứng này cô gọi là trục OY nha các em nha Và cái trục thẳng à, nằm ngang này là cô à, gọi là trục OX Trục OY này thể hiện cái giá trị à, tỷ trọng à, cơ cấu của cái à, nhóm ngành chăn nuôi đó đơn vị là phần trăm còn cái trục nằm ngang này là thể hiện mốc thời gian đó là các năm ở đây chúng ta có hai năm cô gặp hai cái vạch này để đánh dấu cái cục mốc là hai năm hồi nãy chúng ta xác định là cái tổng số là một trăm phần trăm nên là cô sẽ chia à, 100 này ra thành 10 đoạn bằng nhau mỗi một đoạn tương ứng là 10 phần trăm nắm được chưa? Và điểm giao nhau của hai trục là số 0 nha các em nha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ theo dõi ở cái năm 1990 á thì chúng ta thấy cái số liệu của cái cái ngành gia súc á chúng ta thấy số liệu là 63,9%. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái đoạn 63,9% như thế nào? Ở đây là 60 nè, ở đây là 70 nè. À, chính giữa cái đoạn này là sẽ là 65. Như vậy 63 nó nằm ở khoảng này. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua ha, giống ngang qua để chúng ta đánh dấu và chúng ta vẽ cái thành phần thứ nhất. Đây, các em xem cô vẽ cái thành phần thứ nhất nè. Sau khi cô vẽ cái thành phần thứ nhất rồi thì cô sẽ ghi liền cái số liệu của cái uh, ngành gia súc này vào, đó là 63,9%. trăm. À, bây giờ chúng ta theo dõi tiếp uh, ở cái uh, nhóm thứ hai đó là gia cầm cái thành phần thứ hai là da cầm, da cầm là chiếm 19,3% như vậy thì làm sao chúng ta sẽ vẽ tiếp cái đoạn cái thành phần thứ hai à, thì các em nên lấy 63,9% chúng ta cộng với lại 12,9% chúng ta cộng hai số liệu này lại với nhau chúng ta có 83,2% như vậy ở đây 80 nè, 90, 85 nằm vị trí này và 83,2 là nằm ở vị trí này. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua chúng ta đánh dấu và chúng ta sẽ vẽ cái thành phần thứ hai. Được chưa? Rồi bây giờ sau khi chúng ta cộng hai cái số này lại với nhau nó ra là 83,2% rồi. Để vẽ được cái thành phần thứ ba thì chúng ta sẽ cộng tiếp. Chúng ta sẽ cộng tiếp là 10 chúng ta lấy là 12, 12,9 chúng ta cộng cho 3,2% thì chúng ta sẽ ra kết quả là 96,1%. Như vậy ở đây là 90 là 95 ở vị trí này và 96 nằm ở vị trí này. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua và chúng ta vẽ cái thành phần thứ ba được chưa như vậy khi chúng ta vẽ cái thành phần thứ ba rồi thì chúng ta sẽ vẽ tiếp cái thành phần thứ tư như vậy chúng ta sẽ đặt cái thước ở cái vị trí 100 này chúng ta vẽ cái thành phần thứ tư nè à, như vậy phần thành phần thứ tư là 3,9 phần trăm à, như vậy có hai cách vẽ một là chúng ta đầu tiên chúng ta vẽ một cái cột có chiều cao 100 phần trăm luôn à, đầu tiên là chúng ta vẽ cái chiều cao cái cột là một phần trăm sau đó chúng ta vẽ cái thành phần thứ nhất rồi chúng ta lấy cái thành phần thứ hai cộng số liệu của thành phần thứ nhất và số liệu thành phần thứ hai cộng lại với nhau để chúng ta vẽ cái thành phần thứ hai. Và khi chúng ta có một cái số liệu cái thành phần thứ nhất và thứ hai cộng lại là 83,2% đó, chúng ta cộng với cái số liệu của cái thành phần thứ ba lại với nhau. À, thì chúng ta sẽ vẽ được cái thành phần thứ ba và tự động cái thành phần thứ tư nó sẽ xuất hiện. Như vậy có hai cách vẽ nha các em nha. Tương tự như vậy, năm 2002 chúng ta sẽ vẽ cái thành phần thứ nhất là 62,8% và để vẽ được cái thành phần thứ hai chúng ta lấy 62,8% này chúng ta cộng với 17,5% chúng ta sẽ ra kết quả là 80,3% và chúng ta lấy tiếp tục 80,3% đó chúng ta cộng 17,3% chúng ta có 97,6% và cuối cùng À, chúng ta cộng thêm 2 phần nữa là chúng ta thấy có cái tổng số là 100% nè ha. À, như vậy là vừa rồi là cô đã hướng dẫn các em vẽ cái biểu đồ cột à, và cái biểu đồ cột này chúng ta gọi đó là biểu đồ cột chồng các em nhé. Nhưng mà cái biểu đồ của chúng ta chưa hoàn tất bởi vì chúng ta còn thiếu một cái chi tiết nữa đó là chúng ta phải làm bảng chú giải ha. À, chúng ta làm bảng chú giải cho các cái thành phần mà chúng ta vừa vẽ à, và cô nhắc lại đây là cái biểu đồ cột chồng các em nha. là biểu đồ cột chồng à, sau khi chúng ta vẽ cái biểu đồ rồi thì các em nhớ là chúng ta phải ghi cái tên biểu đồ nằm ở bên dưới cái biểu đồ này thì chúng ta mới hoàn tất cái bài tập này như vậy thì à, sau khi cô hướng dẫn các em vẽ rồi các em về nhà các em vẽ lại trong tập học của các em và các em lưu ý cái bài kiểm tra một tiết chắc chắn một điều là sẽ có phần vẽ biểu đồ còn vẽ biểu đồ cột chồng hay là vẽ biểu đồ đường à, các em lưu ý là ở bài 2 cô đã hướng dẫn các em vẽ biểu đồ đường rồi ha hay là vẽ biểu đồ miền thì à, tới lúc chúng ta kiểm tra thì các em sẽ biết được là chúng ta sẽ vẽ biểu đồ nào. Tuy nhiên cô nhắc lại là cái biểu đồ cột này các em phải về nhà các em sẽ vẽ hoàn chỉnh vào trong tập học của các em nhé. À, như vậy các em về nhà và các em sẽ học bài và hoàn chỉnh cái bài tập số 2 mà cô vừa nhắc nhở các em đó. Sau đó các em sẽ tìm hiểu trước cái bài số xa, à bài số 9 đó là sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp và ngành à, thủy sản như vậy bài học mà hôm nay đến đây là hết à, cô xin chào tạm biệt các em hẹn gặp các em ở tiết học sau các em nhé.